vua ông vua Diêm Vương á, vua Dạ. Diêm Vương á mới 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 nhắn, mới nhắn gửi thơ á, gửi một cái lá thơ lên cho cô nghe. Ông vua Diêm Vương với vua Diêm Vương, vua Diêm Chúa, vua gì cũng quan tại á, Dạ. gửi cho cô cái thơ. Là cái thơ đầu tiên đó, là đó là cô biết cái lá thơ nói sao không? Nói Dạ, sao dạ cô sao nói sao? thử con, Dạ con không cô biết biết. không? Con không biết. Chú cũ này chú giải thích lại là con biết con nói chặt lắm rồi, là con nói không đúng rồi đó. Không, con không Con biết, nói không đúng, con con nói không không biết đúng cái đâu. đó nói những gì, con nói những gì cô không thấy, không biết nói gì, không biết gì. Bây giờ cô tự chứng biết rồi, chứng biết rồi đó. À nhiều nhiều gửi vô cái lời nói gì vậy, cô nói thế rồi ông nói gì vậy, Dạ là cô thôi nói thì cái ông giải nó đáp cái đi nghe con. cô nói chặt lắm rồi đó. Nhưng mà nói lại tôi giải thích cho cô, để cho cô biết nói gì nói lại, Sao chưa ông cô giải tự đáp chứng biết luôn cô đi nói chưa gì ông coi cha, ơi, để nói rồi cô nói gì chẳng hạn. Ông vô gì gửi gửi nói gửi cho cô á, gửi cô một cái lá thơ đầu tiên á là nói gì vậy. con không biết chứ ông giải đáp luôn đi. À, mấy gì cô mấy à, thử cô á, anh nói xuống thử cô, còn tôi không nói làm sao mà tôi thử cô làm sao mà cô biết nó trúng hay giật, nó chặt nó cũng được đó. Con Thử biết là trí con cô nói á, chặt rồi, con biết con nói thử chặt trí đồng lắm minh cô rồi, con không dám nói. nói gì vậy, tay đại cô rồi. Vậy là cô nói là chặt đất rồi, tôi biết nó chặt đất rồi Dạ, chú. vậy sư ông giải Nhưng mà đáp nói đi sư đại ông cô ơi. nói như thế nào, cái nghĩ cô đó như cô nói, ông nói như thế nào cô nói rồi, nói gì chạm à, Con không biết thì gửi sao cô con nói nói gì. được, con chẳng thì con cái đầu cái đầu óc con không biết để Nghe nói đầu gì hàng luôn. không biết là bây giờ nhớ ai tay đầu hàng, bây giờ Đầu tôi nói hàng, nha, đầu hàng, con đầu hàng. cái lá thơ đầu tiên á gửi Dạ. cho cô á, nhắn gửi cho cô á Dạ. là ráng mà lo tu đi nha. Dạ. Cái lá thơ đầu tiên á đó là tóc bạc, cô có bạc sẽ nào chưa? Dạ con thưa sư ông. Ô bà. Dạ, thưa liệu kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Lúc này trong mùa dịch đó sư ông, là hình như là lâu lắm rồi, mấy tháng nay là đâu có ai được đi đâu đâu hết sư ông. Rồi sư ông ở đó là không có Phật tử nào đến thăm luôn. Khoảng chừng 4 tháng nay thì khách thập phương không còn tới đây nữa. Còn từ hôm tháng giêng hôm Tết qua Tết rồi đó, từ hôm Tết và qua Tết rồi đó, qua mùng 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 tháng giêng rồi đó, thì khách thập phương có đến đây tới khoảng tháng 2, tháng 3 cũng còn tới lại dài một hai người. Rồi trái bắt đầu từ tháng 4 cái này là không còn tới đây nữa, bởi vì tình hình dịch bệnh này nó căng thẳng ghê, không còn đi đứng gì được, nhà ai nấy ở, rồi xe không chạy, máy bay không bay, tàu tàu không đi, đò không được cái nữa, là bị nó căng thẳng, bị đâu có hết ai được. Bây giờ gặp tôi là chỉ gặp trên máy thôi, những người nào mà muốn muốn gặp tôi thì điện cho tôi vậy đó, cũng như cô thôi, toàn bộ là gặp trên máy thôi. Bây giờ tôi ngồi đây là họ điện tôi để mà xăm tôi, kiếm tôi đó, thì tối ngày sáng đều luôn, ban đêm là sáng đêm, ban ngày tối ngày, sáng tới chiều chiều tới sáng luôn. Bây giờ ai điện tôi dắt là không được chứ, yên là có tôi à, từ là có Sư ông, cái máy mà nó hết pin đó thì tao chịu rồi, tao xuống sạc rồi đâu có điện được, sư ông đâu có không điện được. ăn không ngủ luôn, sư ông là không ngủ luôn hả sư ông? Ngủ ngủ bởi vì cái nói gì cái ngủ á, khoảng chừng 40 năm mà tôi có ngủ đâu, tới giờ này là 40 năm mà không có ngủ, không ăn không ngủ luôn đó, uống không à. Bởi vì mình á, mình không còn ngủ nữa, chứ không phải mình tiếc cái thời giờ để mình coi kinh coi đồ, mình tiếc thì giờ mình không không có dám ngủ, mình không dám ngủ. Bây giờ cái không ngủ của tôi á, bây giờ tối mà tôi nằm nó nhắm mắt anh tới sáng nó cũng thức à, không ngủ. Vậy á. Chứ còn không phải kiểu như cô mà bây giờ cô buồn ngủ rồi một cái nha, là cô mắt nhớ không lại ngồi à, cũng gục à, Dạ. trời, ngồi mà ngồi bắn mắt nó cũng ngồi gục mặt theo à, không dám đậu này đó. Còn tôi là không có vậy, tại nên nó không ngủ chứ không phải là tôi không ngủ, Dạ. cái con mắt nó không ngủ phải tôi là không ngủ. Đó là người lớn tuổi không ngủ được hay là tại vì sư ông không không ngủ sư ông? Cái chuyện mà cái ông già bà già mà khi trở về già cỡ từng 70 sắp lên 80 90 ấy, thì những mấy ông già bà già đều ít có ngủ lắm, ngủ ngủ mà phải một mình mới được, đừng có ai động địa mới được, thì ngủ một chút xíu
bán chừng 5, bán chừng 5 10 phút là cũng thích nữa, không thích nữa. Không, không có ngủ được vậy đó. Chứ bởi vì những mấy ông già bà già nha, mà để cho yên tĩnh chứ, mà ở trong nhà mà, trong nhà mà có cái tiếng động là hết ngủ rồi, cả giờ thức tới sáng luôn rồi giết cho chắc. Mấy ông già bà già không ngủ là chết dài, cần cái ngủ dữ lắm, rồi cần cái ăn nữa. Già đâu có ăn uống gì được, ăn phải ăn cho ngon đó, phải ngồi ăn cho ngon mà ăn cũng có nhiều đó, ăn cái cắp là cơm cũng à, cũng là một chén cơm, hơn chén cơm cái rồi đâu có ăn nữa được. Bởi vì ăn từ nhỏ tới lớn là ăn quá rồi ăn tới chừng nhà hết ăn. Như vậy đó, như vậy mà ông trời á, ông trời ông còn lấy 200% luôn á. Cô thấy không, cô thấy không, hồi nhỏ lớn rồi đó, hồi mới ra lời mới 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 ra đời không có răng, có đứa nào có răng đâu, không có răng, ở ngày cái bắt là một răng nha, một răng thì một răng đủ hết trơn rồi, cái khoảng chừng 60 tuổi á rụng hết trơn, thấy răng á rụng răng á rụng hết trơn, không còn cái nào, cái đường mọc lên nữa, rụng vậy thôi, rụng vậy thôi, rụng luôn đi đừng mọc, mọc nữa, mọc cái này đủ hết trơn, cái trở về già cỡ chừng 70 80 cái rụng lần sau là nhiễm nhiệt luôn, không mọc nữa, rụng sau là thiên thu rồi. Bây cô biết tại sao mà trở về già mà hồi nhỏ thì mọc bông rồi rụng, rụng rồi cái rồi mọc lại đó em, đó là thay răng để mà ông trời ông cho thay răng để mà thay cái răng cũ á, cái răng cũ rụng đi ra đi, thay cái răng mới cũng như cái đồ cũ á, cái đồ cũ bỏ đi để cho cái đồ mới cho nó chắc xài được đâu không, rồi xài mới phải kỳ á, xài mới phải kỳ sao á, sao là kêu bằng kêu kêu bằng tới tới khoảng chừng 70 gì ông trời ông ấy lấy lại hết, ông nói ngày ăn gì đủ rồi nha, ăn từ nhỏ đến là có chừng 50 60 năm đủ rồi, không cho ăn nữa, bây giờ lấy hết hàm răng này hết, lấy hàng đi đó, đó là lấy hết chưa, đang mà chỉ có cái ăn nữa, chỉ là nuốt trọng thôi chứ không còn nhai nữa, đâu còn ăn cái gì cứng đâu có ăn được đâu, ráng mà ăn để mà sống, chỉ là cái gì mềm dưới ngoài đó ăn mới được, chỉ là nuốt trọng rồi vô ngay, mấy ông già bà già mà là cái ăn này coi nó không có gì gọi là nhai đâu, còn nuốt trọng à, bởi cơ mà nó cô nuốt khô là khỏi ăn. Nuốt cần đắng luôn, nó mà nuốt trên thảo ăn mới được, bây giờ ăn nghe rồi, còn cái gì á cá thì cái gì mềm mới ăn được, nuốt trọng à, cho mà nó cứng nuốt trọng mắc cổ chết không được vậy đó. Rồi á, rồi cái vấn đề ra ngày á, để mà tôi có nói cái chuyện giải thích cái gì răng cô nghe, là tôi nói bữa nào tôi nói nói cô nghe rất hay. Cái đích của cái răng này chính của cái răng nha đó, con người tại sao mà có cái hàm răng, rồi tại sao phải răng mất đi nha, đó là bởi vì cái con người á, con người đời sống thế gian này á rất là trần tục, nói có thể là không biết gì cái chuyện đạo lý, cái gì đạo lý Phật pháp không biết chân á, bởi vì không có lo tu nên á, cái nên ở dưới ông Vua Diêm Vương á, Vua Diêm Vương á mới 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 nhắn mới nhắn gửi thơ á, gửi một cái lá thơ lên cho cô nghe, ông Vua Diêm Vương với Vua Diêm Chúa dưới gì của quan thầy á, gửi cho cô cái thơ, là cái thơ đầu tiên đó là cô biết cái lá thơ nói sao không, dạ nói sao dạ không, cô sao nói hả? thử con, Dạ con cô không biết biết, không, con không biết. cô cũng nói chú giá thế lại à, cô biết cô nói chặt lắm Không, rồi đó, cô nói không đúng rồi đó, con không cô biết, nói không đúng, con cô nói không không biết đúng cái đâu. đó nói những gì, cô nói những gì, cô không thấy, không biết nói gì, không biết gì, bây giờ cô tự chứng biết rồi, chứng biết rồi đó. À như gửi cho cái lời nói gì vậy, cô nói thế này, ông nói gì sao, Dạ cô thôi nói sư cái ông nó giải đáp cái à, đi đi con. nha, cô nói chặt lắm rồi đó, nhưng mà nói đó, tôi giải thích cho cô, để cho cô biết, nói đi nói lại, Sao sư ông cô giải tự chứng đáp biết, luôn cô đi nói sư gì ông cô sao, ơi, để gửi cho cô nói gì sao mà ông vui gì gửi nói cho cô á, gửi cô một cái lá thơ đầu tiên á, là nói gì vậy Con không biết chứ ông giải đáp luôn à, đi. bởi vì tôi mới à, thử cô á, anh nói tôi thử cô, mà tôi không nói sao mà, tôi thử cô làm sao mà, cô biết nó trúng là vậy, nó chặt nó cũng được đó, Con biết là con nói chặt rồi, con biết con nói thử chặt trí thông lắm minh cô rồi, con không dám nói. nói gì vậy, tay đại coi rồi, vậy là cô nói là chặt đất rồi, tôi biết nó chặt đất rồi Dạ, chứ, vậy sư ông giải nhưng mà đáp nói đi sư đại ông cô ơi. nói như thế nào, cái nghĩ cô đó như cô nói ông nói như thế nào, cô nói rồi, nói gì chả mà,
Con không biết thì Để sao con con nói nói được, con chẳng thì con cái đầu cái đầu óc con không biết để nghe nói đầu gì hàng luôn. không biết rồi, bây giờ nhớ ai ra đầu hàng bây giờ Đầu tôi nói hàng, nha. đầu hàng, con đầu hàng. Cái đó thơ đầu tiên á, gửi Dạ cho cô á, nhắn gửi cho cô á dạ là ráng mà lo tu đi nha. dạ Cái đó thơ đầu tiên á đó là tóc bạc, cô có bạc sẽ nào chưa? dạ Chưa có, dạ chưa chắc là 60 không được bạc nha. dạ 60 tuổi bây giờ tôi có 60 tuổi không có bạc một sợ nha. Rồi tới hai sợ, ba sợ, bốn sợ, năm sợ trường đó nha. Một một sợ, hai sợ cô còn nổ nó trường nó bạc, cả chục sợ hết nổ luôn. Hết nổ luôn, nó bạc riết là cho cái đầu luôn. Không còn nhớ được, nếu mà nhớ tôi lủi với mấy ông này chùa luôn. Đó là cái lời thứ nhất là tóc bạc. Tóc bạc nói vậy đó, mà cái người đời ở trần gian á không biết. Đức 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 ông vua Diêm Vương dưới gỡ cho cô mới nói đầu tiên đó là tóc bạc nha, đó là biểu hiện cho cô đó là sắp chết tới nơi rồi đó. Cuộc đời mình sắp hết ra, sắp tàn rồi đó nha. Tóc bạc nghĩa là sắp chết tới nơi, sắp già đó, nghĩa là già tóc bạc á, Dạ. có chừng 60 60 50 là tóc nó bạc rồi. Tôi nè, tôi bạc hồng, tôi 16 tuổi nó bạc một sợ đó, là vua Diêm Vương gửi cho tôi một cái sợi tóc bạc không biết ai đó. Biết ổng nhắn mình ổng nói đó, Dạ. ổng nói là mình thế nào cũng chết, sắp chết ra nghe, coi chừng, coi chừng nó sẽ tới cái ngày chết tới nơi. Đó là cái gì không biết là giờ phút nào nha. Đó đó mẹ, đó là lo tu đi đó. Tôi biết chứ không biết, nhưng vô cô không biết. Bây giờ cô mà cho tôi cốc bạc nha, năm sáu sợ cũng không biết, một chục sợ không biết đấy. Ý là đó là tông bạc là tông bạc, trong bây giờ không biết ổng nói gì, không biết vô mấy cái đó cái gì đây. Bây giờ tôi nói cũng biết rồi đó ha. Dạ. Đó là ổng biểu cô tu ráng mà lo tu đi nha. Một lát là đó, rồi một rồi cái rồi cái cô thì không lo tu, không lo tu hành giới, lo như đời, lo đói lo no lo giàu lo nghèo, lo ham vui trên cái cõi trần ai nào đó, lo ham vui, lo chơi đùa liêu lỏng, cũng như mà trong cái ngọn lửa, cái ngọn lửa là cái nhà của mục nát á, ông Dạ. chứng giả đó, Dạ. cắt nó con mà lo vui chơi, lo vui chơi, lo chạy, lo vui chơi, vui đùa chơi, lo chơi dở mà chỉ nhìn nhìn cha mà thôi. Đó là nhìn Đức Phật tử Như Lai á, nhìn Dạ. Đức Phật tử Như Lai á, ông cũng giả đó là Như Lai ra, Đức Phật tử Như Lai nhìn cha mà thôi. Đó là cô đó, đó là cô đó. Mới 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 là mới là không không có lo tu, mới là lo cái chuyện đời, lo đói lo no lo giàu lo nghèo lo sống đi chết lo, nó có chỉ là ai không lo tu. Ông mới là có cho một cái từ nữa ha, rồi từ nữa đó là cái đăng dụng. Khi mà cô mà dụng ra mình biết cái rồi mọc lại đó, Dạ. mọc lại tới khi mà cô 50 60 tuổi cô lụng, cô á ở trường 50 60 cô trường dụng đăng á nha, bị nó già rồi cái lung lay, cô thấy mấy bà già không lung lay một Dạ. cái dài nó mùi lung cái lung là cái nữa, hai cái riết làm hết trơn, hai hàm nó làm tù luôn hết trơn à. Nó rụng có thể một hàm, còn nó rụng có chừng năm bảy cái, năm bảy cái chừng nó rụng xuống cao chơi đó, nó rụng có phân nửa luôn vậy đó. Dạ. Đây rồi cô cũng có thấy, cô có thể là 40 50 nơi nó có nha, cô tới đó nha, có đủ răng đó nha, Nhưng mà không bây giờ sao là sư không phải ông rụng nha. ơi, bây giờ bọc văn sứ Mà đẹp lắm cô mà 40 50 năm nữa là có chừng rụng răng sư ông nói chuyện á. tiếu. Vậy chứ già rồi làm gì người ta rụng cô không rụng, dạ cũng vậy thôi dạ đó. Là trong vòng à trong gần vòng à vài chục năm nữa là ông gửi cho cô một cái lá thư nữa là răng rụng nha. Đó. Bây giờ gửi đó là hai cái lá thư nhắn được rồi, lo mà tu nha, chứ còn chết sắp tới à. Cái lá thư thứ hai đó là chết sắp tới nơi rồi đó, bởi vì già rồi. 50 60 tuổi là yếu rồi phải không, Dạ. nó cũng muốn thành gần, gần bà già rồi đó nha. Bây giờ gặp mà mấy người ăn trầu, ăn trầu á, rồi cái tuổi đó là ăn trầu đó, 60 70 là ăn trầu rồi. Cô là không ăn trầu chứ, người người ta là mấy ăn trầu tan rồi đó, đúng không? Cái rồi á không có lo tu hành hết trơn, không lo tu hành còn như vậy mà cũng chưa lo nữa, bởi vì cái người đời mà không có lo tu hành hết trơn, không biết tu hành hết trơn, cứ cứ lo cái chuyện này không lo tu. Cái một lần thứ ba, một lần thứ ba, một lần thứ ba gửi cho một cái lá thư lần thứ ba là bệnh, đau bệnh á. Dạ. Khi mình già đó, có ai mà già cứ 8 90 tuổi mà không bệnh phải không, Dạ. già rồi cứ bằng sanh lão
Vé là già đó, lão rồi bệnh, Dạ. già rồi phải đâu có mình quản, rồi tới chết nha. Dạ. Đó là cái nơi thứ ba là bệnh nha, là bệnh, bệnh đau, bệnh yếu đó, riết rồi chết. Đó là khi mà trở về nhà mà cô là bệnh là cô được ổng gửi cho cái lá thư thứ ba rồi nha. Tôi nói bây giờ cũng nhớ thứ ba đó, nó bảy thứ ba đó. Bây giờ thì đó là sắp chết tới nơi rồi đó, mà như vậy chúng sanh cũng chưa có biết nữa, gửi cho ba cái lá thư mà cũng là tù nữa. Ê, là gì là chết, 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 là nằm khúc đời khúc cày, là cô không tu cái gì, không có ngày nào tu chưa. Còn như cô là cô á chưa gửi vô một cái lá thư nào cho á, cô tu nước rồi là tu nước phải không? Dạ. Tóc đưa bạc một sợ đó, mà phải mà có đọc một sợ cũng cũng là cũng là gửi vô một cái lá thư nha. Nói là nói trong 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 dài 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 dài, 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 dài nói vô dài dài dùng chữ thôi, dài câu nói thôi nha. Mà cái này chưa chưa có gửi rồi đó, cô biết cô tu rồi phải không? Tôi rồi biết biết cái này đó rồi á, rồi á, từ đây sắp tới nè cô sẽ tu một ngày một điều, một ngày một điều, cái đạo hạnh một ngày càng cao càng cao, một ngày càng giỏi nha, một ngày học càng giỏi, càng nói giỏi đó. Thì á cái sự đó là cô biết lo rồi đó, là cái thằng cô là khỏi khỏi có sợ, khỏi có sợ mà cô nào là mình chết, mình có phải luân hồi lại hay không, hay là mình được giải thoát hay không, hay là mình xuống a tỳ địa ngục, mình xuống a tỳ địa ngục chắc là bị quỷ sứ đánh đập tra khảo hành bạc khổ sở lắm nha. Đó đó, bởi vì nó mà cô lo tu là bởi vì lo tu bị không có chuyện đó, cô khổ xuống a tỳ, cái giờ chết không xuống a tỳ địa ngục gì cả. Mà nếu nếu mà cô tệ nhất đi nữa thì cũng gì Đức Phật đem về đất cực lạc nha, về đất cực lạc đó, để mà hương phước, đó là con đường giải thoát, đấy là không còn đi ngồi trên đời trên thế gian nữa, Dạ. gọi là giải thoát nha, gọi là giải thoát đó. Rồi nếu mà cô mà lo lo mà bây giờ mà lo tu, lo mà cho tu rí rí đến ngày đó đó, thì cô có cái có được một và một một cái đạo hạnh của cô á rất cao rất cao. Bây giờ nói 10 điểm là cô được 5 điểm rồi nha, được 5 điểm 11 á, vài Dạ. tháng nữa đây á, bây Dạ. giờ tới tổng được 5 điểm rồi nha. Đó là cô được mà Đức Phật á, Đức Phật mà kiểm bài giới của cô á, cái đạo hạnh của cô, cái đức hạnh của cô mà nói về có được tu, nói về một pháp cô được cái bằng 50% thì cô sẽ được ngồi ngồi cái sườn giáo là thanh văn thừa, là được cô được về cái cõi trời nha, Dạ. làm dân của trời á, là cô được đắc là quả gọi là cái quả thánh á. Cô là cái bậc thánh nhân, cái bậc thánh nhân á. Rồi nếu mà cô học mà giỏi cỡ hơn nữa, cỡ cô Mai ha, cỡ Mai thì là cô cái bậc đó là cô đắc đạo quả A-la-hán rồi đó. Thì cô sẽ ngồi được, Đức Phật sẽ kiểm bài giới của cô, nói là cho cô á, cho cô là được được 70 điểm nha, 70 điểm, 70 điểm. Đó là cô được ngồi cái bậc càng dương giác tôi là cái bậc a la hán đại la hán, là cô là tiên nha, thành tiên rồi nha, cô được là tiên rồi đó, đó cô là tiên rồi. Nếu mà cô ưu chí nhất trí tu hành lo mà theo đuổi cô được đạo bỏ đời kêu bà, từ đây sắp tới, từ đây sắp tới cái suốt cả cuộc đời của mình mà cô lo trì trí cương quyết cố gắng lên con đường đạo, lo Đức Phật biểu cô là nên lo mà siêng năng tinh tấn tu hành, thì cô làm mấy như vậy buông đời hết bỏ đời hết, không còn lo giàu lo nghèo lo đói lo chết sống gì hết, gọi là buông hết tất cả, buông hết tất cả để cho cái tâm buông hết tất cả, gì là cái tâm cô không có bị động rồi, Dạ. cái tôi gì là buông hết tất cả thì cái tâm vô bị động được tịnh tâm nha. Thì chừng đó cô được tịnh tâm, cái tâm cô được tịnh, nó không có bị động, đó là cô được đạt được cái chân như, đạt cái chân như mà cô đạt được cái như đó, đó là cô sẽ đạt được cái giới không, là cái cõi hư vô, cái cõi hư vô, cái hư vô là đạt đạt được cái giới không, giới không đó là cô đạt cái không rồi đó, đó là dĩ nhiên là cô chắc ăn là Đức Phật cho cô là khi mà kiếm bài giới cô về gặp trời thì bỏ cõi trời ai nhé, cô về gặp 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 Phật thì cô có Đức Phật kiếm bài giới của cô, cái bài giới của cô
ông đạo hạnh cô đầy đủ nè, nào là đại đạo tâm, nào đại đạo bồ đề, nó hạnh dũng gọi là cô xứng đáng là trường vật. Có thể nói là cô là chị đầu hạnh nhất, đó là gọi là trưởng tử, là con của Phật, đó là đứa con cả, đó là trưởng tử, đó là ông sáu đại Phật nghe nghe cái đầu quả của cô á, đó là ông sáu đại Phật, đó là trưởng tử của Phật, đó là rồi á. Cái ngày đó là cô sẽ đắc đạo quả, đó là ngồi được cái thừa giáo là Phật thừa nha. Phật thừa là Đức Phật thọ kiết cho cô á, được chứ, cô gắn vô một cái chức là Bích Chi Phật, đó là cái bậc chánh đẳng chánh giác, đó là gì đó. Mà tôi dẫn dắt, dìu dắt cô trên con đường tu dạy đạo, dẫn dạy cô, tôi dùng hết cái tài năng, dùng hết cái trí huệ của tôi để mà dẫn dắt, dìu dắt cô trên con đường tu tập á. Thầy dìu dắt cô đến đó đó, đến cái bậc mà đại nhất thiết trung đế á, đến cái bậc thần bởi dịch, tôi cũng cỡ đó thôi à. Thì tới đó là cùng rồi. Cô mà được bà Phật mà trăm điểm mà cho cô 100 điểm thì quá ngon rồi. Dạ. Tôi đâu có 101 điểm đâu. Dạ. Trăm hết à. Mà khó lắm mà được 100 lắm. Nhưng bây giờ nè, bây giờ chắc là mới có, chắc là cỡ chừng 7-8 điểm à. Chưa có được 10 điểm. Bây giờ có những cái mà tôi hỏi mà cô cũng quên mất mẹ không biết chứ. Dạ. Cái điện thoại nãy giờ mà cũng không biết nữa. Sao bây giờ cô biết rồi không? Dạ, biết rồi không? Dạ. Biết không biết? Thì bây giờ ông Dương Diêm Dương á, ông gửi cho ba cái lá thư đó nha. Mỗi người nào cũng vậy, mỗi cái ông già bà già cũng gửi cho ba cái thư cả. Bây giờ được, bây giờ cô biết rồi không? Dạ. Bảo biết cô biết mà không biết không á? Dạ không biết, biết đâu giờ. Nghe tôi nói đâu biết. Cái bữa nào cái đánh đẩy ra ông về cái mà ông nằm bằng cái bố rồi làm giống nghĩ cái cô nói cái ông biết. Ông biết nhờ. Ông thông minh lắm. Ông biết hiểu trật. Cái đó đó, những cái chuyện đó đó, tôi chưa nói với cô Mai gì nữa, cô thầy biết cái chuyện đó nữa đó. Có nhiều chuyện rất là cao quý, rất là cái chuyện xa vời, những cái rất là cao xa, rất là sâu thẳm. Nói gì có thể mà có nhiều chuyện, những cái đức Phật rất cao xa, tôi chưa giảng, chưa nói, tôi chưa truyền hết cái pháp màu, cái dứt thần thông cho mấy cậu hết, chưa có gì á. Bởi từ từ á mới đạt được hết cái pháp màu của tôi á, tôi truyền cho cô vậy đó. Dạ. Chứ bây giờ truyền hết cho một cái quả trần. Dạ. Cô làm rất mất, lo là mang giấy rồi đúng rất là rất tiêu trần, không biết đến đâu. Dạ. không biết mà mình để cho mình nó rất là không hay, rất mất tiêu rồi không ai biết chứ. Dạ. Dạ con cảm ơn sư ông. Dạ. Thí liệu xin kết thúc video tại đây ạ. À. Thế liệu chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ. Xin chúc quý ông bà, cô chú, anh chị thân tâm luôn an lạc và sức khỏe dồi dào.